Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Thời sự Nhanh. Hãy cùng chúng tôi bỏ ra 20 phút mỗi ngày để cập nhật thông tin nóng hổi trong suốt 24 giờ qua. 4 án chung thân vụ chuyến bay giải cứu xác đáng và đủ để răn đe tội phạm. Tuyên án vụ chuyến bay giải cứu, nhiều bị cáo bị tuyên mức án cao hơn Viện Kiểm sát đề nghị. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Tô Anh Dũng, Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn gây bức xúc cho dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến chính sách nhân đạo của nhà nước và hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, nên cần thiết phải áp dụng mức án cao hơn mức đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát mới có tác dụng răn đe loại tội phạm nguy hiểm này. Trong nhóm tội phạm là quan chức, cán bộ, tuy nhận hối lộ trên mức 1 tỷ đồng rất nhiều, nhưng không có án tử hình. Có 4 án chung thân đối với Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương Lan, Vũ Anh Tuấn, nguyên Phó trưởng Phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Với 4 án chung thân, trong đó có trường hợp được tuyên cao hơn mức Viện Kiểm sát đề nghị, rất xác đáng và đủ để răn đe tội phạm nguy hiểm là nhận hối lộ, tham nhũng. Nhiều bị cáo nhận mức án rất nhẹ như Chử Xuân Dũng, sinh năm 1973, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, 3 năm tù. Trần Văn Tân, sinh năm 1979, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, 6 năm tù. Trần Văn Dự, sinh năm 1961, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, 7 năm tù. Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1971, cựu Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ, 6 năm tù. Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, cựu Tránh Văn phòng Cục lãnh sự, 42 tháng tù. Trong khi đó, Bộ Luật Hình sự quy định của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên thì sẽ bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Không ai muốn ai đó bị tù ngục thật lâu, nhưng bản án phải thật công tâm, đúng người đúng tội. Ai phạm tội tới đâu phải nhận sự trừng phạt tương xứng. Pháp phải nghiêm và phải minh thì mới xác lập được trật tự, công bằng xã hội và răn đe tội phạm. Bắc Ninh khởi tố 17 vụ án với 59 bị can phạm tội về tham nhũng. Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh này cho biết, sau một năm được giao là cơ quan đầu mối tiếp nhận, theo dõi, xử lý, đôn đốc, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cơ quan này đã tiếp nhận và phân loại xử lý 1.767 đơn thư của công dân, trong đó có 97 đơn tố cáo, 126 đơn khiếu nại, hơn 1.000 đơn phản ánh, 416 đơn đề nghị và hơn 120 đơn nội dung khác. Qua phân loại xử lý, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 382 đơn và lưu 1.385 đơn không đủ điều kiện xử lý. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh chuyển một vụ sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để xử lý theo quy định. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Ninh kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành văn bản chỉ đạo một số nội dung liên quan đến các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi và chỉ đạo như vụ việc vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Vẫn theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau một năm thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Ninh, các cơ quan điều tra khởi tố 17 vụ án với 59 bị can phạm tội về tham nhũng và tiêu cực. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đưa 2 vụ việc và 4 vụ án vào diện theo dõi và chỉ đạo xử lý. 4 vụ án gồm: vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị mới Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong đã xét xử sơ thẩm; vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn; vụ án xảy ra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã xét xử sơ thẩm. Có 2 vụ việc được đưa vào diện theo dõi đôn đốc xử lý, bao gồm vụ việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, vụ việc xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng cho hay, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đã giao cơ quan này theo dõi đôn đốc 7 vụ việc, 6 vụ án như vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong quá trình mua sắm hệ thống real-time PCR tự động hoàn toàn tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh; vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực và Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo đôn đốc cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án trong diện theo dõi
đôn đốc nhưng phải đúng chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật và đảm bảo ổn định chính trị địa phương. Người tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc đã nhiều lần bị chính quyền xử lý. Từ năm 2015 đến nay, người tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc đã nhiều lần bị chính quyền địa phương nhắc nhở, xử lý bằng nhiều hình thức. Ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, làm rõ nhân thân người tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi, ông Phúc tên đầy đủ là Nguyễn Minh Phúc, người này giả danh tu sĩ Phật giáo, hiện cư trú tại ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Nơi ông Phúc cư ngụ không phải là cơ sở tôn giáo, tên chùa Hoàng Pháp Trung Ương chỉ là bảng hiệu do ông Phúc tự ý dựng. Chính quyền địa phương cũng đã đề nghị ông Phúc tháo dỡ. Hiện nay trên địa bàn huyện Củ Chi không có cơ sở Phật giáo tên chùa Hoàng Pháp Trung Ương. Nguồn gốc căn nhà tại địa chỉ nêu trên là nhà tình thương được tặng cho bà Trần Thị Nhắc vào đầu năm 2003. Từ năm 2015 đến nay, chính quyền huyện Củ Chi đã có nhiều chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến ông Phúc. Cụ thể, tháng 1 năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung đến làm việc và đề nghị ông Phúc ngừng việc tổ chức sự kiện ca hát tụ tập nhiều người và phát quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã tại nhà riêng khi chưa được địa phương cho phép. Tháng 2 năm 2016, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung đến làm việc và đề nghị ông Phúc thu hồi các thư mời và không tổ chức khai trương công ty. Tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đến làm việc trực tiếp với ông Phúc, nhưng ông này đều vắng mặt không lý do. Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung sau đó đã chỉ đạo Ban Nhân dân các ấp tổ chức họp dân thông báo việc giả danh tu sĩ Phật giáo của ông Nguyễn Minh Phúc. Từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Minh Phúc thành lập 6 công ty nhằm lợi dụng danh nghĩa công ty để tổ chức các sự kiện vận động, quyên góp gây quỹ không đúng mục đích và tụ tập đông người tại nhà riêng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Hiện nay, cả 6 công ty này đã bị khóa mã số thuế. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với Ban thi đua khen thưởng thành phố xác minh các hình thức khen thưởng cấp nhà nước tặng cho tập thể và cá nhân ông Nguyễn Minh Phúc. Qua xác minh, các trường hợp tập thể, cá nhân khen thưởng cấp nhà nước do ông Phúc tự khai không có tên trong hồ sơ lưu trữ. Tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp xử lý nghiêm trường hợp ông Phúc giả danh tu sĩ, có những phát ngôn được đăng tải trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo Việt Nam. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung đã phân công lực lượng trực tiếp theo dõi, giám sát địa bàn, tuyên truyền, giải tán các YouTuber tụ tập quay phim trước khu vực nhà ông Nguyễn Minh Phúc. Công an xã cũng đã kiểm tra mời làm việc 5 YouTuber có hành vi cố tình chụp ảnh quay phim ông Phúc dù đã được nhắc nhở. Công an xã đã yêu cầu họ tháo gỡ các bài viết, video clip liên quan đến ông Phúc và cam kết không đến quay phim chụp ảnh tại nhà ông Phúc. Đến nay, ông Nguyễn Minh Phúc đã tháo dỡ bảng hiệu có nội dung Chùa Hoàng Pháp Trung Ương đã di rời 14 tượng Phật vào trong khu vực sảnh chính của căn nhà. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú Trung đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phúc về hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác với số tiền là 2,5 triệu đồng. Ông Phúc đã nộp phạt. Đầu năm nay, Phòng Nội vụ huyện Củ Chi đã mời làm việc và yêu cầu ông Phúc cam kết không phát ngôn sai sự thật, không chia sẻ những thông tin trái với quy định của pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cần Thơ chi 17 tỷ đồng nghiên cứu hồ ngầm chống ngập. Ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đặt hàng đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ xây dựng hồ ngầm nhằm hạn chế ngập lụt kết hợp với cấp nước sinh hoạt, sản xuất, ứng phó biến đổi khí hậu, hạn mặn xâm nhập trên địa bàn thành phố và các vùng phụ cận. Nguồn ngân sách để thực hiện đề tài được bố trí từ kinh phí sự nghiệp khoa học được giao hàng năm cho Sở Khoa học và Công nghệ. Tỷ lệ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương bố trí cho đề tài là 10%. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, địa hình thành phố nhìn chung tương đối bằng phẳng và thấp hơn độ cao trung bình từ 1 đến 1,5 mét, dốc từ đất rồng ven sông Hậu, sông Cần Thơ và thấp dần về phía nội đồng, tức từ phía đông bắc sang tây nam. Địa chất trong thành phố được hình thành chủ yếu qua quá trình bồi lắng, trầm tích, biển và phù sa. Trên bề mặt, ở độ sâu 50 mét có hai loại trầm tích là phù sa mới và phù sa cổ. Trong những năm gần đây, hiện tượng cực đoan do biến đổi khí hậu càng làm cho thành phố Cần Thơ thường xuyên bị ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội. Chiều cường là yếu tố chính trong ngập lụt ở Cần Thơ. Hàng năm, ngập ở Cần Thơ thường xảy ra vào các tháng 9, tháng 10 và tháng 11, đặc biệt ngập nặng vào ngày rằm và 30 âm lịch. Trong đó có 61 tuyến đường chính bị ngập sâu từ 0,4 đến 0,5 mét ở trung tâm thành phố.
các quận Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn cũng có nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Ngập lụt càng nghiêm trọng hơn vào cuối năm khi chiều cường kết hợp với mưa lớn làm cho hệ thống thoát nước quá tải. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhận định nguyên nhân ngập lụt là do địa hình trũng thấp, biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa càng khiến cho tình trạng trầm trọng. Để giải quyết, Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp như xây dựng những công trình nhằm kiểm soát lũ, tiêu úng bằng hệ thống đê bao, các cống dưới đê, van ngăn triều, trạm bơm. Các nước trên thế giới như Nhật, Úc, Trung Quốc đã và đang triển khai các hướng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hồ ngầm rất hiệu quả. Hướng đi này có thể giải quyết những vấn đề đang đặt ra ở Cần Thơ. Do đó, việc nghiên cứu phát triển công nghệ xây dựng hồ ngầm là cần thiết và cấp bách. Cần Thơ dự kiến kinh phí để thực hiện đề tài là 17 tỷ đồng trong thời gian 30 tháng.